Chào mừng quý phụ huynh và các con học sinh đến với kênh Lời Giải Hay.com. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các con làm bài ôn tập các số đến 100.000 tiếp theo thuộc trang 4, trang 5, sách giáo khoa toán 4. Đến với bài đầu tiên bài 1, ta có đề bài như sau. Tính nhẩm. Đề bài yêu cầu chúng ta tính nhẩm. Vậy quan sát các số đề bài đã cho. Đây là các số tròn nghìn. Vậy để tính các số này bằng cách tính nhẩm, ta sẽ làm như thế nào? Cô sẽ hướng dẫn các con làm bây giờ nhé. Đầu tiên ta có 7.000 cộng 2.000. Vậy ta sẽ nhẩm trong đầu là ta có 7 cộng 2 bằng 9 và thêm nghìn ở phía sau. Ta có 7.000 cộng 2.000 bằng 9.000. Tiếp tục ta có 9.000 trừ 3.000. Vậy mình sẽ nhẩm 9 trừ 3 bằng 6. Ta viết 6.000. Tiếp theo ta có 8.000 chia 2.000. Vậy mình sẽ nhẩm. Chúng ta sẽ lấy 8 chia 2 bằng 4. Ta được kết quả là 4.000. Tiếp tục ta có 3.000 nhân 2.000. Mình sẽ lấy 3 nhân 2 bằng 6. Viết là 6.000. Tiếp tục nào. Ta có 16.000 chia 2.000. Mình sẽ nhẩm lấy 16 chia 2 được 8. Và viết là 8.000. Tiếp theo ta có 8.000 nhân 3. Mình sẽ nhẩm lấy 8 nhân 3 bằng 24. Và được kết quả là 24.000. Tiếp theo ta có 11.000 nhân 3. Mình sẽ nhẩm lấy 11 nhân 3 bằng 33. Và viết vào mình được kết quả là 33.000. Tiếp tục ta có 49.000 chia 7. Vậy ta sẽ nhẩm lấy 49 chia 7. 49 chia 7 được 7. Vậy kết quả của mình là 7.000. Vậy cô vừa hướng dẫn các con hoàn thành xong bài 1, bài tính nhẩm của bài ôn tập các số đến 100.000 tiếp theo. Bây giờ bọn mình cùng đến với bài số 2 nhé. Đến với bài số 2 ta có đề bài như sau. Đặt tính rồi tính. Vậy chúng ta phải đặt như thế nào cho đúng? Phải đặt tính theo cột dọc, theo quy tắc đã được học về cộng trừ nhân chia hai số tự nhiên. Phải đặt thẳng hàng, thẳng cột. Và với các phép cộng trừ nhân thì chúng ta phải tính từ phải qua trái, tức là từ hàng đơn vị đến hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn, hàng chục nghìn. Và với các phép tính chia thì chúng ta lại phải chia từ trái qua phải. Vậy để áp dụng các quy tắc này như thế nào, chúng ta sẽ đến với câu A. Câu A ta có 4.637 cộng với 8.245. Đầu tiên ta bắt đầu tính từ phải qua trái. Ở hàng đơn vị ta có 7 cộng 5 bằng 12. Viết 2 nhớ 1. Ta có 3 cộng 4 bằng 7. Thêm 1 là 8. Tiếp theo, ở hàng trăm ta có 6 cộng 2 bằng 8. Và hàng nghìn ta có 4 cộng 8 bằng 12. Vậy 4.637 cộng với 8.245 bằng 12.882. Tiếp theo ta có 7.035 trừ 2.316. Đầu tiên ở hàng đơn vị ta thấy 5 không trừ được 6. Ta lấy 15 trừ 6 bằng 9.
viết 9, trả 1. 1 trả thêm 1 là 2. Ta lấy 3 trừ 2 còn 1. Tiếp theo, 0 không trừ được 3. Ta lấy 10 trừ 3 còn 7. Viết 7, trả 1. 2 thêm 1 là 3. 7 trừ 3 còn 4. Vậy 7.035 trừ 2.316 bằng 4.719. Tiếp theo ta có 325 x 3. Ta lấy 3 x 5 bằng 15. Viết 5 nhớ 1. 3 x 2 bằng 6. Thêm 1 là 7. Và 3 x 3 là 9. Vậy 325 x 3 bằng 975. Tiếp theo ta có 25.968 chia 3. Đầu tiên 2 không chia được cho 3. Ta lấy 25 chia 3 được 8. 8 x 3 bằng 24. 25 trừ 24 còn 1. Viết 1 hạ 9 xuống. Ta có 19 chia 3 được 6. 6 x 3 bằng 18. 19 trừ 18 còn 1. Tiếp tục hạ 6 xuống. Ta có 16 chia 3 được 5. 3 x 5 bằng 15. 16 trừ 15 còn 1. Tiếp tục hạ 8 xuống. Ta có 18 chia 3 được 6. 6 x 3 bằng 18. 18 trừ 18 bằng 0. Vậy đây là một phép chia hết. Tiếp theo ta đến với câu B. Câu B đề bài cũng cho đặt tính rồi tính. Chúng ta sẽ đặt phép cộng. Ta có 5.916 cộng với 2.358. Đầu tiên ta tính từ hàng đơn vị. 6 cộng 8 bằng 14. Viết 4 nhớ 1. 1 cộng 5 bằng 6, thêm 1 là 7. 9 cộng 3 bằng 12, viết 2 nhớ 1. 5 cộng 2 bằng 7, thêm 1 là 8. Vậy 5.916 cộng với 2.358, ta được kết quả là 8.274. Tiếp theo ta có 6.471 trừ 518. Ta bắt đầu tính từ hàng đơn vị. 1 không trừ được cho 8. Ta lấy 11 trừ 8 được 3. Viết 3 trả 1. 1 thêm 1 là 2. Vậy 7 trừ 2 còn 5. 4 không trừ được cho 5. Ta lấy 14 trừ 5 còn 9. Viết 9 trả 1. Đây 0 thêm 1 là 1. 6 trừ 1 còn 5. Vậy 6.471 trừ 518 bằng 5.953. Tiếp theo ta có 4.162 nhân 4. Ta lấy 4 nhân 2 bằng 8. 4 nhân 6 bằng 24. Viết 4 nhớ 2. 4 nhân 1 bằng 4. Thêm 2 là 6. 4 nhân 4 bằng 16. Vậy 4.162 nhân 4 bằng 16.648. Đến với bài cuối cùng, ta có 18.418 chia cho 4. Đầu tiên,
1 không chia được cho 4, ta lấy 18 chia 4 được 4. 4 nhân 4 bằng 16. 18 trừ cho 16 còn 2. Hạ 4. Ta có 24 chia 4 được 6. 6 nhân 4 bằng 24. 24 trừ 24 còn 0. Ta hạ 1 xuống. 1 chia 4 bằng 0. 0 nhân 4 vẫn bằng 0. Vậy 1 trừ 0 bằng 1. Ta tiếp tục hạ 8 xuống. Ta có 18 chia 4 được 4. 4 nhân 4 bằng 16. 18 trừ 16 còn 2. Vậy ở phép chia này, ta có 18.418 chia cho 4 được 4.604 và dư 2. Vậy vừa rồi cô đã hướng dẫn các con làm xong bài số 2, đặt tính rồi tính. Bây giờ bọn mình sẽ bước sang bài số 3 nhé. Đến với bài số 3, ta có đề bài như sau. Người ta yêu cầu các con phải điền dấu lớn, dấu bé, dấu bằng. Vậy chúng ta sẽ điền theo quy tắc như thế nào? Với số nào có ít chữ số hơn thì bé hơn. Còn số nào có nhiều chữ số hơn thì ngược lại sẽ lớn hơn. Còn hai số có cùng chữ số thì chúng ta sẽ so sánh từng cặp chữ số ở từng một hàng theo thứ tự từ trái qua phải. Vậy bây giờ để hiểu rõ hơn quy tắc này, chúng ta sẽ đến với các bài tập. Đầu tiên ta có 4.327 và 3.742. Đây là hai số đều có số chữ số là 4. Vậy chúng ta sẽ so sánh bắt đầu từ hàng nghìn. Ta có 4 và 3. 4 thì lớn hơn 3. Vậy số 4.327 sẽ lớn hơn số 3.742. Tiếp theo ta có 5.870 và 5.890. Đây cũng là hai số nghìn đúng không nào? Ta bắt đầu so sánh từ hàng nghìn. Ta có 5 và 5 đều bằng nhau. Tiếp tục ta đến với hàng trăm, ta có 8 và 8 cũng bằng nhau. Chúng ta sẽ chuyển đến hàng chục, ta có 7 và 9 thì 7 sẽ bé hơn 9. Vậy số 5.870 sẽ bé hơn 5.890. Tiếp theo ta có số 65.300 và số 9.530. Chúng ta bắt đầu đếm số chữ số của hai số này. Số này là số có 5 chữ số, còn số bên này là số có 4 chữ số. Vậy số có 5 chữ số tất nhiên phải lớn hơn số có 4 chữ số. Vậy số 65.300 mình điền được luôn là sẽ lớn hơn số 9.530. Tiếp theo ta có 28.676 và 28.676. Đây là hai số có 5 chữ số. Vậy chúng ta bắt đầu so sánh từ hàng chục nghìn đến hàng đơn vị. Ta thấy hàng chục nghìn, hai số này đều là 2, giống nhau. Tiếp theo đến hàng nghìn, hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị đều xuất hiện các số giống nhau. Vậy đây là hai số bằng nhau. Tiếp theo ta có 97.321 và 97.400. Đây là hai số có 5 chữ số. Vậy ta bắt đầu so sánh từ hàng chục nghìn. Ta thấy hàng chục nghìn thì là 9 bằng nhau. Hàng nghìn là 7 bằng nhau. Tiếp theo đến hàng trăm, ta có 300 và 400. Và 300 thì bé hơn 400. Vậy ta điền dấu bé. Vậy 97.321 sẽ bé hơn 97.400. Tiếp theo ta có
100.000 và 99.999. Vậy 100.000 là số cỡ có 6 chữ số, còn 99.999 là số có 5 chữ số. Vậy số 6 có 6 chữ số thì sẽ lớn hơn số có 5 chữ số. Mình điền được luôn ở đây là dấu lớn hơn. Vậy cô đã hướng dẫn các con làm xong bài số 3, bài điền dấu lớn bé bằng. Vậy chúng ta tiếp tục sẽ đến với bài số 4. Đến với bài số 4, ta có đề bài như sau. Câu A, viết các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn: 65.371, 75.631, 56.731 và 67.351. Vậy để sắp xếp các số này theo thứ tự từ bé đến lớn, đầu tiên mình phải tìm được số nào bé nhất. Vậy chúng ta quan sát, đây là các số có 5 chữ số. Vậy chúng ta sẽ so sánh từ hàng chục nghìn đến hàng đơn vị. Đầu tiên mình so sánh hàng chục nghìn, ta thấy có số 6, 7, 5 và 6. Thì ta thấy số 5 là số bé nhất. Vậy số đầu tiên là số 56.731 là số bé nhất. Tiếp theo còn 3 số 6, 7 và 6. Ta nhận thấy số 7 ở hàng chục nghìn là số lớn nhất. Ta có 75.631 là số lớn nhất. Vậy nhiệm vụ của chúng ta sẽ phải so sánh hai số có hàng chục nghìn là 6. Do hàng chục nghìn bằng nhau, chúng ta sẽ tiến vào hàng nghìn. Hàng nghìn ta thấy xuất hiện số 5 và số 7. Vậy số 65.371 là số bé hơn. Ta có 65.371 sẽ bé hơn 67.351. Vậy bọn mình sẽ viết lại theo thứ tự từ bé đến lớn là 56.731 đến 65.371 đến 67.351 và cuối cùng là 75.631. Đến với câu B, ta có đề bài như sau. Viết các số sau theo thứ tự từ lớn đến bé: 82.697, 62.978, 92.678 và 79.862. Vậy chúng ta cũng quan sát, đây đều là các số có 5 chữ số. Vậy với phương pháp giống như câu A, bọn mình cũng so sánh từ hàng chục nghìn đến hàng đơn vị. Đầu tiên, tìm số lớn nhất trong 4 số này. Ta có hàng chục nghìn xuất hiện số 8, số 6, số 9 và số 7. Ta thấy số 9 là số lớn nhất. Vậy 92.678 là số lớn nhất. Đúng không nào? Tiếp tục, ta thấy xuất hiện số 8, số 6 và số 7. Vậy 82.697 là số lớn tiếp theo. Tiếp tục, giữa số 7 và số 6 thì số 7 sẽ lớn hơn. Vậy bọn mình sẽ điền vào đây là 79.862. Và cuối cùng số bé nhất là 62.978. Vậy chúng ta sẽ xếp lại theo thứ tự từ lớn đến bé là 92.678, 82.697, 79.862 và 62.000.
978. Vậy vừa rồi cô đã hướng dẫn các con làm xong bài 4 của bài ôn tập các số đến 100.000 tiếp theo. Vậy bây giờ mời các con đến với bài số 5. Bài 5 ta có đề bài như sau. Bác Lan ghi chép việc mua hàng theo bảng sau. Đề bài cho chúng ta một cái bảng với các hàng và các cột. Ở các cột ta có cột loại hàng, giá tiền và số lượng mua. Tương ứng với cột loại hàng là các mặt hàng, bát, đường và thịt. Và ứng với các mặt hàng này ta có giá tiền của một cái hoặc là 1 kg và số lượng bác Lan đã mua. Đề bài yêu cầu câu A như sau. Tính tiền mua từng loại hàng. Câu B. Bác Lan mua tất cả hết bao nhiêu tiền. Câu C. Nếu có 100.000 đồng thì sau khi mua số hàng trên, bác Lan còn bao nhiêu tiền? Vậy để làm câu A, ta phải tính lấy giá tiền của một cái hoặc là 1 kg nhân với số lượng bác Lan đã mua thì ra số lượng bác Lan mua từng loại hàng. Vậy ta có lời giải. Bác Lan mua bát hết số tiền là. Ta lấy giá tiền của một cái bát là 2.500 đồng nhân với số lượng bác Lan đã mua là 5 cái. Ta có 2.500 nhân 5 và ta thu được kết quả bằng 12.500 đơn vị là đồng. Tiếp theo, bác Lan mua đường hết số tiền là. Ta lấy giá tiền của 1 kg đường là 6.400 nhân với số lượng bác Lan đã mua là 2 kg. Ta có 6.400 nhân 2 và cô thu được kết quả bằng 12.800 và đơn vị ở đây cũng là đồng. Tiếp theo, bác Lan mua thịt hết số tiền là. Cô sẽ lấy số tiền của 1 kg thịt là 35.000 đồng nhân với số lượng bác Lan đã mua là 2 kg. Ta có 35.000 nhân 2 và cô thu được kết quả bằng 70.000 đơn vị là đồng. Vậy chúng ta vừa làm xong câu A. Đến với câu B, đề bài hỏi bác Lan mua tất cả hết bao nhiêu tiền. Vậy để tính được bác Lan mua tất cả hết bao nhiêu tiền, ta sẽ làm phép tính cộng. Lấy số tiền bác Lan mua bát cộng với số tiền bác Lan mua đường cộng với số tiền bác Lan mua thịt thì chúng ta sẽ ra số tiền bác Lan mua tất cả. Vậy
Câu B. Bác Lan mua tất cả hết số tiền là. Ta lấy 12.500 cộng với 12.800 và cộng với 70.000 và cô thu được kết quả bằng 95.300 đơn vị là đồng. Và câu C, người ta bảo nếu có 100.000 đồng thì sau khi mua số tiền trên, Bác Lan còn bao nhiêu tiền? Vậy để tính được số tiền Bác Lan còn lại thì ta phải lấy số tiền Bác Lan có là 100.000 đồng trừ đi số tiền Bác Lan đã mua là 95.300 đồng thì ta sẽ được số tiền Bác Lan còn lại. Ta có lời giải. Bác Lan còn số tiền là 100.000 đồng trừ cho 95.300 đồng và cô thu được kết quả là 4.700 đồng. Vậy vừa rồi cô vừa hướng dẫn các con làm xong các bài 1, 2, 3, 4, 5 thuộc trang 4, trang 5, sách giáo khoa toán 4. Để xem thêm lời giải và các bài tập khác, các con hãy truy cập vào trang lời giải hay.com nhé. Chúc các con học tốt!